Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Hùng Phan, anh em Nguyễn Hà Văn, anh em Nguyễn Dương, anh em Tùng Hoàng Sơn, anh em Nguyễn Thanh, anh em Nguyễn Quang Trung, anh em Minh Quang và cuối cùng là anh em Vũ Trần. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để hỗ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Anh em thân mến, bây giờ ngoài việc ủng hộ tôi bằng cách donate cũng như là đăng ký hội viên ủng hộ hàng tháng, thì anh em có thể mua hàng ở trong cái giỏ hàng xuất hiện ở bên trái phía dưới của video để ủng hộ cho kênh anh em nhé. Mỗi một cái đơn hàng thành công thì tôi sẽ đút túi 5% số tiền của anh em mua hàng. Và hiện tại tôi đang bán là gói thịt bò khô nguyên miếng với khối lượng là 500g. Ngày hôm qua anh em mua với cái giá là 145k, anh em đã thấy là nó rẻ rồi. Vậy mà hôm nay tiếp tục giảm sâu hơn. Nếu mà anh em mua hàng trên cái đường link mà tôi cung cấp ở trên kênh của tôi thì hiện tại giá của nó chỉ còn 122k cho nửa cân bò miếng sấy khô anh em nhé. Và anh em mua nhiều thì anh em còn được giảm nữa nhờ những cái mã khuyến mại. Đấy, vẫn free ship nha anh em nhé. Và chương trình sẽ kéo dài đến khi bán đủ doanh số ở trên kênh tôi. Thế nên là các anh em mà có nhu cầu ăn vặt buổi đêm, buổi tối thì anh em mua ngay đi, kéo hết anh em nhé. 122k cho nửa cân bò miếng sấy khô. Thực sự là không phải lúc nào nó cũng có thể deal được một cái giá nó xuống thấp như thế đâu anh em ạ. Ok rồi, và hôm nay chúng ta sẽ đến với con game ngày hôm nay. Đầu game khá là ổn áp. Ra được một con Soundbreaker 2 sao. Ngoài ra tôi còn kẹp được thêm cái bộ Human vào. Nếu mà chúng ta chiến thắng là chúng ta sẽ có những cái cuốn sách. Trận này bộ đỏ nó rất là mạnh, nhưng mà nó lại thiếu mỗi con sửa tôm Saman. Nếu mà như ở cái truyền thuyết này này, nhưng mà nó ở cái meta cũ ấy, thì là tôi đã chơi gót đỏ đấy. Đấy, vì chắc chắn là có sửa tôm Saman. Nhưng mà game này chúng ta không thể có một con sửa tôm Saman được, nên là cái việc chơi gót đỏ thì phải hết sức cân nhắc. Ra ngoài tôi nghĩ là vẫn thắng không? Bắp đúng là con cần bắp rồi. Sao Raker sức khỏe. Ui, đu mà. Nó đu sớm ấy nhỉ. Ra đu mà. Ra đu mì thì hay là chơi Warrior. Thực ra con Doom này thì cũng không cần là phải chơi Warrior. Ra Human này, xong ra ngựa sớm này. Trận này chính ra nếu mà nhìn truyền thuyết thì cái bộ Assassin rất là mạnh luôn đấy. Assassin Witcher. Trận này là mà chơi Assassin Witcher thì là cực kỳ vô địch. Ui, là thua không? Ui, chết rồi. Ăn ông. Ui mày, ui được không? Ui hay quá. Mày nhá. Ôi kìa, ra Grim à? Ra cái con Grim này, vừa nãy có cái con Grand Herald bỏ qua rồi. Ra Grim ý, là tôi có cái suy nghĩ là về cái bộ fake luôn anh em ạ. Ra Grim sớm, chơi fake. 9m phách. 9m mạnh nhá. 9m bây giờ thay đổi món đồ khá là mạnh đấy. 9m hoặc là chơi Warrior phách thì sao? Warrior phách. Warrior phách dồn đồ cho rồng mập. Nghe nói là cái bộ đấy khá là nhiều anh em coi như là yêu cầu tôi chơi đấy. Anh em ạ, nhiều anh em yêu cầu chơi và nghe nói là đang hot. Đang khá là hot, đúng không? Ok. Chơi không nhỉ? Bộ đấy thấy nhiều anh em yêu cầu lắm, nhưng mà tôi vẫn chưa làm ở trên kênh của tôi. Ơ kìa. Đừng bỏ thua nhá. Không. Rồng mập 2 tiền. Warrior fake kết hợp với rồng mập.
Thôi rồi, chiều anh em vậy. Thực ra anh em biết là tôi không thích chơi mấy cái bộ mà nó khá là lù đù. Mấy cái bộ mà tăng cơ là tôi cực kỳ tôi không thích. Tôi thích chơi mấy cái bộ bắn trưởng nó mãn nhãn cơ. Nó tinh tế. Chuyển đồ này rồi thì xếp đội hình các thứ. Chứ còn mấy cái bộ tăng cơ này thực ra là cứ để nguyên đội hình dàn hàng ngang thôi. Dồn toàn bộ lấy những cái món đồ trâu chó nhất có thể. Mấy cái trận đấu kiểu này thường nó sẽ kéo rất là dài anh em ạ. Nếu mà chơi kiểu tăng cơ ấy, mỗi round nếu mà chơi 9 warrior rồng mập ấy, mỗi round lọt mỗi con rồng mập nếu mà có thắng. Đấy mà bây giờ thắng mà lọt có con rồng mập thì mỗi round đẩy đối thủ được có 2 máu. Ít lắm anh em ạ. Mỗi round đẩy có 2 máu thì chơi nói chung là kéo dài trận đấu rất là lâu. Thế nên là tôi mới thích chơi mấy cái bộ kiểu bắn trưởng ấy. Vào phát bùm phát là coi như bay màu hết. Chỉ trong vòng khoảng 10 giây là kết thúc hiệp. Nó nhanh. Nó mãn nhãn. Chuyển này chuyển kia được. Trông đánh nó bay bướm ấy. Thích. Mình thích mà nhiều anh em ở trên kênh cũng thích. Làm content thì phải làm mấy cái đội hình đấy nó mới bay bướm anh em ạ. Chứ còn cái đội hình gót rồng mập thì nói thật với anh em vào lâu. Nhiều khi nhá là con đánh nó còn không thắng nữa cơ. Nó còn hòa cơ. Con đấy nó không có đam anh em ạ. Kiểu gặp một cái con trâu ấy, xong rồi hai con trâu đánh nhau ấy thì khó lắm. Có khi lại hòa, không có đam kết liễu ấy. Con rồng mập nó làm gì có đam kết liễu đâu. Đây, lấy đồ tăng cơ nhá. Đúng theo yêu cầu của anh em luôn. Cho con này vào. Ba goblin rồi đã. Ba goblin 3m. Thế trận như này là vẫn có thể là sẽ giành chiến thắng đấy. Chơi cái bộ warrior fake thì lúc đầu chưa ra rồng mập thì có thể là chơi cái con cây 3 sao anh em nhé. Con cây 3 sao nó sẽ gánh tôi. Rồng mập thì vẫn chưa thấy đâu anh em ạ. Hiện tại là vẫn chưa thấy rồng mập. Chưa thấy một con nào luôn. Ây da. Cái gì vậy? Echo à? Ui rồi. Sau đó tôi lại lên được hai con 2 sao luôn. Anh em lại chào tôi luôn. Quả Echo mà xong rồi tôi lại up 7. Do là không tính toán anh em ạ. Hơi phí tiền của up cấp vừa rồi. Thôi, ưu tiên là ưu tiên chiến thắng anh em nhé. Ưu tiên chiến thắng. Không ưu tiên không ưu tiên là lấy sách. Lấy sách thế thôi. Ưu tiên là đánh chuỗi. Không có gì phải vội. Có là 9 warrior fake hay là 9 mid fake hay là 9 feather fake thì hồi sau sẽ rõ anh em nhá. Chưa thấy rồng mập mà. Chưa thấy rồng mập có thể là 9 mid cũng được. Ui mày to quá. Khả năng thua rồi. Ui còn chưa kịp bắn trưởng nhá. Ui được không? Trông to quá anh em ơi. Ui được không? Được không? Được không? Khó rồi. Mất chuỗi. Ui lại còn bị chói nữa. Thề. Nhìn phát nó biết thua. Cây này bây giờ mới ra dòng mập này. Chơi không? Có chơi không anh em hay là chơi phe giờ? Nếu mà phe giờ thì bây giờ nổ cái con Tiber Witcher là gánh luôn ý. Cây sắp lên 3 sao rồi. Ở đây có phong vũ sẵn rồi. Bây giờ ra Tiber Witcher nữa là sao? Grim cũng ra rồi. Sao trận này lắm người Echo đấy nhỉ? Echo trắng luôn đấy hả? Ra được hai con rồng mập vào này. Echo không có hai con Echo mà vứt trắng bàn luôn. Được. Để xem là có comeback nổi không? 43 máu kìa. Kinh cu tít bỏ hết bài ra luôn.
quyết tâm cắt chuối của KO đúng không? Chắc chắn là như thế rồi. Hai ông Eco quyết tâm cắt chuối. Trận này tôi lại không có chuối chứ. Gặp cái thằng vừa đây nó mạnh quá, chịu lắm. Bây giờ mà đổi thì chắc đổi cái giáp. Giờ này cũng có thấy rất là nhiều người chơi Knight nhá. Kỳ sĩ bây giờ là giờ thấy rất là phổ biến. Chắc là nhờ xe quen anh em ạ. Xe quen rồi anh em chơi khuya. Hôm trước là có chơi cái bộ God Knight kết hợp với con rơi đấy. Nên bây giờ khá là nhiều người chơi cái bộ đấy. Ui. Thôi. Đúng rồi đấy. Chính xác đó là Warrior Fake rồi anh em ạ. Chính xác rồi. Ok. Tiết kiệm tiền tí. Như này khéo gặp thằng có chuối lại cắt được chuối của nó chứ. Tôi thấy khá là ok đấy. Giờ hai con Grim rồi. Giáp xoay luôn, quá tuyệt vời. Rất hợp luôn. Chơi Warrior thì cứ dàn hàng ngang ra thôi anh em ạ. Trận này nhá, rất nhiều thằng Eco, thằng này cũng Eco luôn này anh em này. Mà nó cũng 50 tiền level 7 rồi. Mà chưa cắn máu hay đâu. Tí nữa cắn máu thì sẽ có rất nhiều máu. Ba thằng Eco luôn. Chắc tôi up cấp dần lên thôi anh em ạ. Bây giờ mà bảo cái con rồng mập này nó ra để nó chơi được ấy, thì nó phải lên 3 sao cơ. Ôi mất chuỗi rồi kìa. Nói thật chứ con rồng mập bây giờ, kể cả là bây giờ nó có ra được 2 sao thì cũng không có chơi được. Nó phải lên 3 sao cơ. Nếu bây giờ là co chắc là tôi nghĩ là sẽ là cho Doom thôi. Đồ dồn cho Doom đã. Tí nữa bao giờ lên được 3 sao thì chúng ta sẽ cho nó vào anh em nhé. Đánh cho nó cẩn thận. Con rồng mập này tôi sẽ nuôi nhưng mà tôi để ở dưới. Tôi không có cho nó vào đội hình. Cứ để đấy, tôi cho Doom 2 sao là gánh đã. Doom nó sẽ giữ được máu. Ui trận này có thằng chơi Warrior đấy anh em ạ. Tôi để ý rồi. Vậy là chơi trùng bài đấy. Có một thằng là hình như là chơi Warrior hàng Ryu luôn. Nó chơi Ryu luôn đấy. Cái gậy phép này là phải đánh đánh gần đấm vào đánh xa thì mới sử dụng được à? Nếu mà đánh xa và đánh vào thì không có sử dụng được. Cái ô lên 9 luôn hả? Ác vậy. Nên 9 chơi 9 xin à? Đúng rồi, hiểu rồi vấn đề rồi. Trận này là có cái bộ truyền thuyết ý. Assassin rất mạnh. Siling Assassin này, xong rồi Phantom Queen. Đây là Eco xong rồi lên 9 nó kiếm 2 con 5 đô luôn. Hiểu rồi. Tôi đã hiểu ý đồ của đối thủ à?
Bây giờ chơi kiểu tận dụng thôi anh em ạ. Tôi nghĩ là sẽ là lên 9. Lên 9 là roll. Chả cần phải roll được 8 đâu. Lên 9 nó phát là đủ bộ luôn đấy mà. Wario à. Càng phết nhỉ. Có Wario hàng Ryu với cả có cả Goblin nhá. Cái thằng ở trong cái clan Pokemon này, hình như là Pokemon này là clan của Trung Quốc đúng không? Thấy mấy lần đấu giải toàn ở top 1, top 2 luôn đấy. Clan Pokemon này là một trong những clan khỏe nhất ở Trung Quốc thì phải. Lại có chuỗi rồi, hay quá. Ra cả heo, ra cả gấu, mèo heo gấu, nhưng mà trận này không có mèo. Mèo 5 đô không chơi được. Ui lại ra Doom này. Chắc là lùi có Doom này luôn. Lùi Doom lên 3 sao. Ui gấu. Không 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 không. Chơi bằng cây thôi, cây có khả năng hồi máu anh em ạ. Chơi cây thôi. Đây này, chơi Wario này. Wario này nó sẽ là Wario Ryu đấy. Wario Ryu bây giờ là nó cũng đủ tiền lên 9 thôi. Đủ bộ phát là cho vào up 9 luôn đó. Tôn nhẹ mấy cái anh em nhá. Đây rồi. Thôi đủ rồi. Đủ phát là cho vào luôn xong rồi lên 9 anh em ạ. Không chơi ở 8 đâu. Có roll nốt cái con cây lên 3 sao thì roll. Thế thôi. Nó xong rồi là lên 9. Có thể là sẽ roll nốt cái con cây 3. Tí nữa tôi sẽ roll cái con Kunka thay cho con Ash nha anh em nhá. Con Ash bây giờ chắc là nó không lên được 3 sao đâu. Một con 1 sao, à một con 2 sao 1 đô thì nói chung là tôi cũng sẽ không chơi. Trong lúc mà chúng ta farm kiếm cái con cây 3 thì cũng sẽ kiếm được thêm một vài cái con rồng nữa. Cái con rồng này thực ra là tôi không có ý định là roll 3 sao anh em nhé. Nó tự ra thôi. Lại ra Doom. Ra cả Silent Assassin luôn. Thôi roll mấy cái nữa anh em ạ. Tròn cây lên 3 đã. Kunka này. Chắc quả này phải roll mạnh tay một chút anh em ạ. Không lên 9 nữa rồi. Thôi roll đi. Có nhiều thời gian. Luôn 10 cái nào. Cho cây 3 cái nhá. Được chưa? Được rồi. Ui đều. Kịp. Hay quá. Nhưng mà quả vừa rồi hơi tốn nhiều tiền. Rồi, lấy cái giáp thép thôi. Đồ này chắc chưa đổi được. Chín xin á. Chín xin thì làm gì có đam mà đánh với mấy cái thằng Warrior. Bây giờ phải chuyển sang
Assassin, Witcher thì mới ăn được. Nhưng mà phải đánh ở level 10 cơ, sắp đi rồi. Ok, chết tôi quên. Quên ông buồn Kun Ka anh em ạ. Điên rồ thật đấy. Ui, vãi cả đồ. Trên này có beat nhá. Beat và khả năng beat kia trông nhìn giống như là beat kết hợp với Metalit. Ghê nhỉ. Sợ phết đấy. Chính Warrior thì không sợ beat, nhưng mà Metalit thì vẫn sợ. Mấy cái bộ mà vua lì đòn thì thường rất là sợ bộ Metalit. Lì đến đâu, nhiều màu đến đâu, châu chó đến đâu thì cũng chỉ 2 hit là đi mà. Đúng, 2 hit là đi. Cái này này cũng sắp đi đến nơi này. Trận này có beat nên là mấy cái thằng này không sống được dai đâu. God Glide gặp beat thì xác định luôn là gì nữa. Đấy, anh em cứ bảo là chơi cái con God rơi đi. Thực ra là chơi God rơi ấy, nó chỉ phù hợp với những cái trận đấu mà không có beat thôi anh em ạ. Chơi beat thì làm sao mà sống được đến cái lúc mà lên được level 9 mà God rơi. God rơi còn 3 sao, khó lắm. Chơi nó phải lựa theo đội hình mà chơi thôi. Chứ còn bây giờ cứ đi mà spam cái bộ God rơi không ăn thua. Anh em ạ, anh em nhìn cái trận này không? Có beat xanh này, beat đẻ, beat cây ba, nó đi nó đẩy hết mà. Tầm này có mỗi tôi với 97 máu. Eco cũng sắp xuống hố hết rồi. Anh em thấy mấy ông Eco à, tranh nhau Eco xuống hố hết. Nhất là Eco ở Chicken 2 thì làm sao mà đỡ được. Ui, từ từ nhá. Thằng này cái gì đấy? Chơi gì đấy? Ơ, Warrior đây anh em ơi. Đúng rồi. 9 Warrior rồng mập à? À, 9 Warrior rồng mập. Ô, đây là giống tôi anh em ạ. Nhưng mà sắp đi rồi. Lên được cái con rồng mập 3 sao với cả con Squidman 3 sao rồi đó. Ghê nhỉ. Ý tưởng lớn gặp nhau à? Càng phết. Cái chuyện này đánh trùng bộ ạ, vãi đái. Thậm chí là còn có một thằng 9 Warrior, thằng Ryu. Sắp lên được 10 rồi. Level 9 là 51 tiền. Tôi vẫn đang ở level 8 này. Tôi bây giờ mới có 5 con rồng mập anh em ạ. Không biết ngày nào nó mới lên được 3 sao đây. Nếu mà không lên được 3 sao chắc vẫn chơi Doom thôi. Đấy anh em thấy không? Cái bộ 9 Warrior nó không sợ beat đâu. Thoải mái luôn. Cái bọn này giáp nó to rất là lì. Beat nó không stack nhanh được anh em ạ. Đánh vào phản lại đau lắm. Đã có người ra đi rồi. Nào tiếp theo chắc là sẽ đổi một cái món đồ cam. Trận này là có Witcher anh em nhá. Witcher đấy. KO là form là về Witcher rồi. 9 Warrior này là không ăn thua nhá anh em nhá. Late game là có khi là toang ấy. Nếu mà gặp cái bộ Witcher mà kẹp cái con Sa Linh lên 2 sao ấy là chơi cái này là thua đấy. Nên là tôi đã chuẩn bị trước. Rồi, up 9 luôn anh em ạ. Không lang thang ở cái level này đâu. Lang thang level này là đi đấy. Tạm thời lấy cái trượng hiến tế đây. Trượng hiến tế bây giờ rất là khỏe.
cộng tới 200% sát thương phép, rất khỏe luôn. Ok, đổi đồ cam đầu tiên nhá. Rồi, búa xét không? Hút máu ngon hơn nhỉ. Mình hút máu trước đi, an toàn đã. An toàn vẫn là bạn anh em ạ. Doom này không biết có lên 3 sao không nhỉ. Lên 3 sao chắc cũng chả đánh được. Lên 3 sao thì tí nữa lại gặp mấy cái thằng Witcher thì cũng nguy hiểm. Đây này, anh em này. Lên được dòng mập 3, lên được Squidman 3. Dòng mập thì có cái hút máu cuối với cả cái chén thánh. Rất là trâu luôn đấy. Chơi kiểu này hòa đến chết anh em ạ, không bao giờ chiến thắng được luôn. Hai nhà như này với nhau thì chịu hả? Ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa, bật đây. Ui, nó lại hồi lại. Anh em phải không? Con này thì đúng là trâu thật đấy. Đúng là rất trâu. Sao không? Vẫn thua. Ơ kìa. Ê, trâu kiểu gì vậy? Trâu kiểu gì vậy? Thua luôn. Ok. Hay lắm idol à? Tôi không thấy hay lắm. Sailing Assassin sắp lên được 2 sao chưa? Chưa. Vẫn đang dồn đồ cho con Phantom. À con sorry anh em, con Shadow. Shadow Killer. Tí nữa sang nhà tôi đấm tôi sắp mặt cắt cái chuôi đấy. Thế là chính ra nhá, là cái con rồng mập kết hợp với cả chính Warrior nó có không mạnh lắm đúng không anh em? Anh em nhìn cái pha vừa rồi đấy. Tôi dùng đồ cho Doom tôi ăn được luôn. Ok, rồi, bộ gì đây? 6 Hunter. 6 Hunter bắn vào tự ngửa thôi. Ôi xong à? Ui, đi rồi. Thằng nào ăn đấy nhở? Thằng Gil ăn á? Sao ăn được nhở? Ơ kìa. À, thằng Gin ăn. Nhưng mà tại sao lại ăn được? Thằng Gin nó chơi 9 Warrior mà. Tại sao lại có thể ăn được cái bộ Assassin Witcher nhỉ? Hơi điêu. Thằng Pokemon sẽ cũng sắp đi rồi kìa. À thằng Pokemon là Nhật anh em ạ, không phải là Trung Quốc. Nhầm. Clan Pokemon là mạnh nhất của bên Nhật. Giáp xương không? Lấy giáp xương này. Vẫn đang chơi Warrior mà. Đúng không? Mà thằng Witcher đi rồi. Thì thôi lấy giáp xương đánh với mấy cái nhà này chứ còn gì nữa. Sợ gì? Tầm này thắng rồi. Sợ gì mấy thằng Warrior nữa. Ô thế thì thôi nhỉ anh em nhỉ. Chơi Warrior fake rồi. Tôi vẫn nuôi con rồng mập lên 3 sao. Tí nữa chúng ta sẽ có là 3 sao thôi. Cái thằng chơi trùng bộ nó chết rồi. Thằng ấy ra đi là chúng ta sẽ có thể là mua tiếp được. Nó sẽ ra thôi. Hay nhỉ anh em nhỉ. Chính ra chơi Warrior mà không có rồng mập nó lại khỏe chứ. Chơi như này thấy khỏe hơn. Beat rồi. Ui Beat chuyển sang Witcher anh em ạ. Ui vãi đái. Không phải là Metalith mà là nó chuyển sang Witcher nó đấm với nhà Warrior. À thế thì cũng càng đấy. Lên được level 10 chưa? Sống được lốt round này là lên được 10. Thế thì cũng căng nhỉ. Tức là nó vẫn sẽ có một nhà chơi Witcher. Thì nó vẫn sẽ phải gặp một nhà chơi Witcher. Thế thì lấy cái giáp xương đúng sai lầm rồi. Sai lầm rồi anh em ạ. Tất nhiên là round này thì vẫn ăn được thôi.
Nhưng mà round này tôi không thể đẩy nó 24 máu được, khó lắm. Nếu mà nói là cái đội hình này mà đẩy nó được 24 máu thì giỏi lắm, đẩy được khoảng chục máu. Ok, 13 máu. Ba con nữa thôi. Bây giờ phải cho cái thằng Tiến Lê kìa ra đi đi. Nhưng mà round sau lên được 10 rồi. Kẹp được Witcher vào rồi. Thế thì bắt đầu khó đấy. Thế thì cái thằng Hunter sẽ là cái thằng đi đầu tiên. Thằng Hunter này ăn được beat không nhỉ? Hunter tôi nghĩ là vẫn ăn được beat. Khống chế mạnh khả năng vẫn ăn được. Thằng Hunter chắc bây giờ về số tiền kia thì chỉ có Hyperon kiếm loot 3 sao thôi. Chứ còn nó không lên được 10 đâu. Đổi đồ cam nữa không nhỉ? Bây giờ đổi thì hơi vội. Để một round nữa đi. Round sau kiểu gì chả có thằng chết đúng không? Lấy thêm cái giáp cho trâu. Round sau kiểu gì cũng có thằng chết anh em ạ. Pokemon hoặc là Tiến Lê, thằng nào cũng đi cũng được. Nhưng mà Tiến Lê đi thì tôi thích hơn. Tiến Lê nó đang chuyển sang Witcher. Tôi đang phải chuẩn bị sang để counter Witcher đã. Nó hơi lằng nhằng. Đợi một thằng nữa ra đi rồi tôi lại đổi thêm món đồ cam nữa. Đấy, anh em thấy không? Lên được 10 rồi. Đủ bộ luôn. Rồi đồ cho cáo. Nhưng mà tôi lại gặp cái thằng này. Thế thì thôi, thằng này đi rồi. À, đi trước à. Rồi, bây giờ như nào? Ê à, bắn đau phết đấy. Lọt một con là đi thôi, thằng này kiểu gì cũng đi. Bắn đấy. Bắn nó tí phản chết này. Sắp 5 giây nữa và bật phản lên rồi. Rồi, bắn đấy. Phản chết. Một máu rồi chắc chắn nó đi rồi. Thằng Tiến Lê nó lại ăn được thằng Warrior rồi anh em ạ. Hay là chuyển cọc nhỉ. Thằng này không biết gặp thằng nào ấy. Thằng này là có thể gặp thằng Gil. À thằng Gin. Thằng Gin thì nó lại không sợ cọc. Thằng Gin nó có sợ cọc đâu. Bây giờ cho thằng nào mất chuỗi, cho thằng nào đây. Hơi khó nghĩ. Quả này đúng là rất là khó nghĩ luôn ấy. Thôi kệ, cứ để cái này đang mạnh. Ui gặp thằng này đèn quá anh em ạ. Thế thua. Thế thua vậy. Ui chọc đau quá. Chịu. Vừa đánh đau thật đấy. Thôi thua 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 thua. Thua thua. Ơ mà thậm chí là bên kia tôi cũng thua thằng Gin luôn. Hai thằng cắt chuỗi của tôi luôn anh em ạ. Vai đài. Thật. Điêu nhỉ. Kiểu gì. Mà bây giờ rồng mập còn thiếu 3 con nữa cơ. Kế hoạch là phá sản rồi. Làm nào mà nuôi con sống mập lên 3 sao mà cho vào mà vẫn thắng ấy. Cái câu hỏi là cho vào mà vẫn thắng ấy. Chứ còn 3 sao thì ok. Nhưng mà cho vào có thắng không thì nó lại là cái câu chuyện khác.
khó nghĩ nhỉ. Ừ, thậm chí còn bị thằng này nó là warrior nhưng mà nó có cái Kira, nó chơi hàng Ryu. Chơi hàng Ryu là có Kira nó mạnh quá. Hỏng rồi. Chơi cẩn thận đấy, có cả ấy à? Có cả bùa hộ mệnh luôn. Có cả bùa luôn để tránh bị trộm chó này. Thằng này chơi cẩn thận thật đấy. Ghê nhờ. Đánh cẩn thận đấy. Thằng Tiến Lê kiểu gì mà lại thua kìa. Ơ, thật đó. Thằng Tiến Lê đánh thua thằng Gin á. Ơ, ai gặp thằng Tiến Lê đúng không? Ok. Để này cho đỡ mất máu thôi, chứ còn thắng thì cũng không hy vọng là thắng ở đâu. Đội hình kích mỗi được 4 cọc và chả có cái tí đam gì luôn. Toàn mấy con lù đù á. Đỡ mất máu tí anh em ạ. Ơ à, ăn được không? Vớ vẩn ăn được ấy nhỉ. Điều là đu vào rồi kìa. Cũng khó anh em ạ. Khó. Nó có hồi máu. Ok bạn ơi. Ok. Nhưng mà nó là cái bóng. Nó lại là cái bóng anh em ạ. Vậy là cái pha chuyển vừa rồi của tôi nó cũng hợp lý ấy chứ. Có thể ăn được cái thằng beat nhưng mà ăn cái thằng warrior kiểu gì thì vẫn chưa tính đến. Nếu mà ăn warrior thì khả năng là sẽ lại phải chuyển sang Witcher giống cái thằng Tiến Lê kia anh em ạ. Thằng Tiến Lê kiểu gì vẫn còn một máu. Thế round sau ấy nhỉ? Round sau lại chuyển cọc tiếp đúng không? Mới gặp cái bóng của nó thôi, chưa gặp bản chính. Nhẫn với Kira không phải cái món đồ mà tôi cần bây giờ. Món đồ tôi cần bây giờ nó là một cái gậy như ý thôi. Kiếm một gậy như ý thôi anh em ạ. Bất diệt cho an toàn đã nhỉ. Cứ lấy cái bất diệt đã. Hòa cũng được. Ok. Round trước thắng nhưng mà round này không biết có thắng nổi không. Đó, hên xui phết đấy anh em ạ. Đấy, con cháo cáo, ui con cáo hai lần chọc rồi chịu rồi. Mặc dù Doom cũng khá chính xác luôn. Thôi, nói chung là round này thua. Con Doom này không có Celesi gì cả, solo với con cáo. Khó có thể thắng được. Nhưng mà hòa thì vẫn có thể nhá. Hòa thì vẫn có thể. Ơ kìa. Không. Chưa chắc này. Chưa chắc bạn ơi. Ơ ok bạn ơi. Ồ bạn ơi. Ok bạn ơi. 11 giây hòa rồi. Đùa mà không có CLG đấm vẫn khỏe luôn anh em ạ.
Nhưng mà round sau nó chết rồi. Cái kiểu gì mà cái con Doom này nó đấm đau ấy nhở. Đấm hai phát chết một con này. Điêu thật đấy. Anh em nhìn có điêu không? Ôi kìa. Đấm con Doom của tôi không trượt phát nào luôn. Vãi. Đấm đau đấy. Thỏ. Trong khi đấy cái thằng Tiến Lê nó lại cắt trực chuỗi của cái thằng Gin. Điêu thật. Thậm chí nó còn đấm đau luôn. Linh hồn ánh sáng à? Linh hồn ánh sáng thì cũng chả để làm gì. Đối thủ có sẵn bùa rồi, không chơi được. Thôi. Tí tính sau anh em ạ. Hao này là phải kẹp cọc vào nữa để đánh Tiến Lê ạ. Bốn cọc này nói chung là bây giờ cái tầm này không ăn được đâu, nó có đồ rồi. Nó chỉ là gọi là đỡ mất máu thôi. Ui trông kìa, nó chọc kìa. Chọc hai phát liên tiếp. Thế là thôi xong. Tao này lại mất nhiều máu luôn. Mà trong khi đấy nhá, cái thằng Tiến Lê nó cắt chuỗi tiếp của cái thằng Gin nữa. Thế là thằng này nó rất khỏe đấy. Ấy à, 15 máu ấy. Rồng mập à? Rồng mập có lên 3 sao không? Để con biết nào. Rồi, chắc là bán nó cầy đi anh em ạ. Bây giờ có con Khan 3 rồi chắc cũng chả cần cây nữa. Rao này tính hơi sai. Ơ nó để cọc lại ăn được này anh em này. Điêu không? Ơ thế nó mới điêu. Để 4 cọc lại ăn được thằng Warrior á? Không phải chứ. Thằng này sắp đi rồi này. 14 máu. Vớ vẩn ấy đi trước tôi. Vẫn khỏe lắm. Thằng Tiến Lê 1 máu comeback à? Ghê thật. Chẳng lẽ lại không ăn được. Round sau lại có thêm đồ, tí đồ thì có thể là chúng ta sẽ đánh được á. Quan trọng là cái con rồng mập này bao giờ nó mới lên được 3 sao đây. Là một con ten chuối thật đấy. Kể ra mà không có con rồng mập này có khi là thắng rồi á. Ôm mất thời gian. Từ từ nhá, tôi nghĩ lại rồi. Bây giờ khi lại phải linh hồn ánh sáng. Cái thằng Gin nó có bùa nhưng mà cái thằng kia thì nó không có. Solo late game là có khi đánh nhau thằng Tiến Lê ấy, không phải là thằng Gin đấy đâu. Tiến Lê một máu chỉ cần là chuyển sang trộm chó là ăn thôi. Nhưng mà tôi vẫn sẽ cố gắng làm cái content sống mập anh em nhá. Trời này nói chung là đánh cũng khá là khéo léo đấy. Thay ra thay vào giữ máu được khá nhiều máu. Đến bây giờ tôi vẫn còn tới 58 máu mặc dù là thua cả hai. Đang kiểu trụ ấy. Đánh trụ hạng luôn. Hai con này là phải mua. Đây. Từ từ. Rồng mập à? Không. Drone anh em ạ.
một con rồng mập nữa thôi. Máy bay 2 này. Bán này đi. Bình tĩnh. Con máy bay phải chơi đấy. Tí nữa mà không có máy bay không gánh được đâu. Tôi không có ngu mà tôi đập trứng cho con rồng mập đâu anh em ạ. Thua thôi. Rồng mập là tôi nói rồi, tự ra, không ra thì nghỉ. Có điều là cầm lâu nó khá tốn slot. Không ra luôn. Cay con rồng mập thật đấy. Mẹ nó run hết cả rồi mà không ra này. Ôi kìa. Ra đi. Ui rồi ôi. Mẹ cứ phải chửi thì mới ra. Thôi rồi. Đấy nha anh em nhá, test cho anh em xem. Yếu vãi cứt luôn. Đổi được món đồ cam nữa. Từ từ đã. Tôi đang hơi phân vân anh em ạ. Từ từ đã. Để xem. Rồng mập này ăn nổi không nhỉ? 9 warrior rồng mập. Trông giống như là vẫn thua. Trông cái lượng máu bị tụt kia kìa. Anh em thấy không? Không ăn nổi luôn. Ui, thằng tiến lên đi rồi. Thế thôi, đánh với cả thằng Gin này thì chuyển sang Witcher đó. Bây giờ chúng ta đang đánh với cả 9 Warrior. Chuyển sang Witcher chơi với thằng này. Mà trận này không có chú quỷ. Lấy cái gì đây? Búa xét ngon hơn đấy. Vương miệng thì cho mấy cái con tăng cơ thôi. Nhưng mà bây giờ tăng cơ cái gì? Tăng cơ cái khỉ gió. Bây giờ đánh có giết được nó đâu mà tăng cơ. Đánh mà hòa đến trận đấu kéo dài 2-3 tiếng thì tôi chịu anh em nhé. Chuyển sang Witcher đó. Tí nó đánh gây đam mà. Lấy cái món đồ cái búa xét ấy, tí nữa chúng ta chuyển sang Witcher gây đam. Chứ còn mà lấy cái vương miệng thì nói chung là nó không phù hợp lắm. Witcher trận này là phải pick cả con Fallen Witcher này. Đấm đau thật. Doom 2 sao thôi nhưng mà nó có Kira. Nhưng mà tôi chợt nhận ra là trên người con Doom ấy nó đang không có cái bùa. Chúng ta có thể chuyển sang trộm chó. Giờ con Light Spirit 2 sao thôi là có thể chuyển sang trộm chó được rồi. Tôi đang thiên về trộm chó hơn là Witcher anh em ạ. Witcher chưa chắc đã ăn ở đâu. Witcher nhưng mà cái đội hình này nó đang không có đam. Nó không đang không có đam. Cái lượng đam của nó đến từ chắc là nếu mà Witcher thì dồn đồ cho máy bay thôi. Nhưng mà máy bay này đánh để kết liễu được con Doom kia thì cũng hơi khó đấy nhá. Có thể là dồn đồ cho Tabu Witcher 2 sao. Không hòa rồi luôn. Chơi Warrior là mình thua anh em ạ. Không hòa được. Làm nào để có thể là từ đã để tính lại nào.
Bây giờ tiền hết ấy, chuyển sang Witcher còn thiếu tabu với thiếu Fallen cơ à? Hay nhỉ? Bán nó này đi nhá. Tôi thấy chả để làm gì ấy. Bán đi tiết kiệm, lấy cái slot. Bán luôn vào đi. 4 cọc hàng view luôn đã này. Chuyển dần anh em nhá. Với cả bây giờ ấy, nếu mà tôi có thay đội hình thì tôi vẫn sẽ giữ lại con Doom thôi, tôi không bán đi đâu. Không là đối thủ lên được Doom 3 thì xác định luôn là thua luôn đấy. Con Doom này có khi vẫn phải chơi. Mặc dù là không chơi thì cũng phải giữ lại. Cái round này là tôi phải bán bớt bài đi để tôi có tiền tôi roll. Không là chúng ta sẽ không bao giờ roll được. Không bao giờ roll ra được Witcher luôn ấy. Chưa thấy Witcher đâu. Ladies and gentlemen, my personal showtime. Tabu đâu rồi? Chưa thấy con tabu nào anh em ạ, điêu thật. Tabu Fallen đều không có. Đây rồi, đây chính là cái món tôi cần đấy. Con Doom của đối thủ nó có khả năng né tránh rất là khỏe. Tôi đã xác định là tôi random để tôi kiếm cái gậy như ý từ nãy rồi. Tôi vứt cả cái nhẫn đi để tôi lấy cái gậy như ý mà. Ui, nhìn nó đấm kìa. Thật sự như thế luôn. Bây giờ chỉ cầm hòa thôi anh em ạ. Chỉ mong là cầm hòa được. Con này nó sẽ đấm cái cọc và nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Cầm hòa một chút đến khi nào chúng ta đủ 4 Witcher thì mới chơi được. Đó, chưa chắc đã chơi được. Witcher giờ nó khá là phèn anh em ạ. Cái bài nào mà không có chúa quỷ Witcher không mạnh lắm. Đánh sợ Witcher, đánh với cả Warrior có khi còn thua. Thiên thân thể đó. Hết rồi, chả còn món gì nữa. Đấy, bây giờ hòa rồi này. Cầm hòa đó. Tabu này. Thiếu con Fallen đó. U đây rồi, đủ rồi. Trứng đập cho Line Speed luôn này. Ok, thế thôi. Ra ngoài hết. Được chưa? Rồi, giáp xoay cho con Khan cầm. Ok. Đấy, có Witcher nhá. Để xem có cái liêu đối thủ không. Trông bắn kìa anh em kìa. Bắn như gãi luôn. Không được rồi, không được rồi, không được rồi. Không được rồi anh em ạ. Trông con máy bay bắn con Doom kìa. Witcher mà bắn nó vẫn không si nhê luôn. Hỏng rồi. Bắn không vẫn máu luôn mà. Điều quá thì mất thôi. Phải đài thật. Mất thời gian nhỉ. Sao sau khi có lẽ là chúng ta sẽ phải chuyển sang cái bộ trộm chó đấy anh em ạ. Không chơi được đâu. Witcher yếu á, không ăn thua. Anh em có muốn test thêm round nữa không? À, tôi nghĩ là round nữa thì nó cũng thế thôi. Không giải quyết được vấn đề đâu. Tôi test thêm round nữa nhá. Thêm đúng một round à. Thế là bây giờ Witcher không đánh được Warrior à?
Mẹ. Giờ mới biết đấy. Witcher giờ là thua Warrior anh em nhá. Điêu đặt. Anh em trông kìa. Rõ ràng con máy bay tôi bắn rất khó khăn luôn. Không được rồi. Thua. Thôi. Chuyển sang trộm chó đây anh em ạ. Đến round 51 là không được đâu. Nó lên được con Doomba là không bắt được đâu. 4 đô 3 sao là chịu luôn đấy. Thôi. Bắn kìa. Bắn đúng kiểu gãi ngứa luôn. Đánh cho nó thêm một tí máu xong rồi lại bị nó đầy hồi máu luôn. Hồi đầy máu chứ. Ngáo mất rồi. Chơi một cái trận đấu game nó lâu quá rồi. Ngáo luôn. Thôi. Kết thúc rồi anh em ạ. Sida thật sự. Thằng này nó có một cái sai lầm. Đấy là nó đã bỏ cái bùa ra. Sai lầm chết người luôn. Rồi xong rồi đấy. Không có bùa thì xác định luôn. Bắt chết ngay anh em ạ. Ok chưa à? Trò chơi kết thúc. Ok bạn ơi, mất quá nhiều thời gian. Nhưng mà công nhận là cái con Doom ấy bây giờ nó khỏe thật. Khỏe thật sự. Nếu mà tôi mà nhây đến round 51 mà nó lên được Doom 3 thì cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu anh em ạ. Có khi là về top 2. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký, đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Nếu mà anh em đang rất là khó chịu với creator, anh em hãy xem tôi đấm creator sấp mặt anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem một cái trận đấu vô cùng kịch tính khi mà tôi chơi 6 Glacier kết hợp với Metalith. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!